xin chào các bạn. Hôm nay Đài Đi Phụ Kiện xin gửi đến các bạn một sản phẩm, đó là dòng chuột game, chuột văn phòng Zero. Modem thì không có modem luôn, chỉ có tên là Zero mà thôi. Sản phẩm có hỗ trợ một thông số, ghi ở đây là DPI từ 1000 đến 3500 với 1, 2, 3, 4, 5 mức tùy chỉnh. Đây là chuột Zero. Cổng kết nối USB, dây dù, dây bọc dù, đầu lọc chống nhiễu. Một dòng chuột cũng khá là chắc chắn. Các bạn có thể trải nghiệm sản phẩm tại 70 Nguyễn Long Đại. Thiết kế con lăn cũng như là nút tăng chỉnh DPI với 4 nút button thuận cho cả tay trái và tay phải. Chuột trái, chuột phải, con lăn và mức tăng chỉnh DPI. Mình sẽ phẫu thuật mở ra xem bên trong sùng switch gì, cai gì và IC là những con gì để xem chất lượng của chuột. Bây giờ mình sẽ cắm thử cho các bạn xem chế độ LED. LED RGB tự đổi màu rất là đẹp. Thay đổi DPI là cũng là tùy chỉnh LED tự thay đổi luôn. Các bạn có thể thấy rất đẹp. Con lăn rất là nhạy. Ở hai bên là con nút sần chống ra mồ hôi tay và bám. Rất đẹp và bắt mắt. Các bạn cùng mình sẽ mở sản phẩm ra xem bên trong. Chào các bạn, đây là toàn cảnh chiếc chuột Zero mình đã mở ra bên trong. Thì các bạn có thể nhìn thấy bo mạch rất sạch sẽ, con lăn được thiết kế rất là chắc chắn. Bạn nhìn có thể vòng quay của con lăn cảm thấy là chất lượng. Đây sử dụng sức Huono. Nhìn chung về bo mạch như này là chất lượng rồi. Cơ bản đây là còn là trải nghiệm thôi. Tùy thuộc vào game mà có thể sử dụng được dòng chuột phù hợp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.